là tại đầu tiên nha. Nó sang thấy là một là đi về. Một cái khỏe là liền đúng không? Đầy đủ sức khỏe đi về chăm sóc chồng nè, chăm sóc con nè. Cái bị thói quá khổ rồi chị hết không? Hết luôn. Thói quá nha. Cái này do cái này nè, do cái này nó mấy nhức mỏi cái đầu. Với lại thói quá chà cái này nè. Cái phần chỗ này với phần chỗ này làm về cho mình lâu lâu dễ bị nhức đầu lắm. Cái đầu mình bị nhức bị nặng. Thoa cái thuốc này vô là đánh tan luôn. Nó đánh tan những cái vết bầm ở trong đây. Tức là những ứ động ở đây nè. Có rồi. Đây cái chai rất là cưng luôn nha bà con. Chai rất là cưng luôn. Đây. Có đi với chỗ khác là người ta kêu thuốc tiên. Đây là chứ thuốc tiên mà không có là không được nha. Nếu mà đau nhất mà không có dùng phụ nữ ai mà khi mà sinh con xong rồi á bị đau vai nhức mỏi vai gáy rất là nhiều luôn, nên là tất cả những chị nào dùng lần này hôm nay là bị đau tay, đau vai đâu. Đây người này đã xài rồi mà. Người này xài rồi nè. Đây cô gái này xài rồi. Cô gái này biết rồi. Không nóng không bị hơi luôn, nhưng mà sử dụng là nếu như sử dụng là phải sử dụng đúng 1 ngày 3 lần, 3 lần mới có hiệu quả. Còn mà vui sức buồn nghĩ là thôi đừng sử dụng, cái đó là hứa chắc luôn. Nhưng mà 1 ngày sử dụng 3 lần, sáng trưa và tối thì hiệu quả bảo đảm là 100%. Cái chân em lúc trước làm sao? Dạ cái chân hồi lúc trước là ngồi xuống mà ẵm con đứng lên là thôi, không lẽ mình ngồi mình khóc tiếng miên luôn á. Dạ, nhưng mà từ khi thoa cái này là thấy đỡ rất là nhiều. Nhưng mà chị mình mới thoa mới có mấy ngày thôi nhưng mà đã đỡ rất là nhiều. Dạ giảm là trên 50% so với 2 cái đầu gối, nhưng mà còn 2 bên bờ vai thì nó đã giảm rất là nhiều luôn. 89% rồi. Dạ. Quá tuyệt vời luôn, Đại Lục Hoàng là thuốc tiên nha bà con. Dạ mới mua cái gì nếu mà không có cái chai này bên cạnh thì nói chung là mình bị thiệt thòi gì đó, tại mình không có làm được cái việc gì hết. Hỏi là mình tối ngày mình cứ nằm ở nhà mình không có làm được việc gì hết, cho nên là mình cứ ginh cái chai này. Đây tiệm thuốc tây Phước Thịnh nha. Thì thuốc Đại Lục Hoàng cũng có tại trong tiệm thuốc tây luôn. Tiệm thuốc này kết hợp của Đông y và Tây y luôn ha, cả hai. Thuốc tây và cái đông y là thuốc Đại Lục Hoàng ấy, từ cỏ cây hoa lá rễ thôi. Những cái thảo dược của Việt Nam mình thì rất là hay, tuyệt vời lắm. Nhiều người nước ngoài người ta nói là Việt Nam mình chết trên đống thuốc mà Việt Nam mình không biết những cái vị thuốc hay, dùng nó để mà nó còn tuyệt vời hơn là những cái thuốc nói thật sự là cái thuốc này uống nhiều thì mình có thể là bị phụ hay là bị cái tác dụng phụ này kia, nhưng mà thuốc nam mình lại là cái đông y đó là nó rất là hay, tại vì nó từ thiên nhiên. Cái lời đương nhiên mà các bạn khi mà xài nó là hiệu quả rất là cao. Đó là lý do vì sao mà thấy các bạn thường thấy là rất là nhiều người nước ngoài người ta về người ta săn lùng những cái cây lạ. Mới Việt Nam mình không biết họ uống sao người ta bị khùng bị điên gì đi mua mấy cây gì đâu không à. Mà trong khi Việt Nam mình coi như đồ bỏ mà đi mua mấy giá cao chứ thực ra là bị thuốc không các bạn. Nhưng mà mình đi sau họ mình đâu có biết, họ có nghiên cứu ha, cho nên họ biết được là những cái loại đó là thuốc rất là tốt còn hơn những thuốc mà mình tổng hợp pha chế nữa, cho nên họ mua về để họ bào chế. Và rất là may là mình có ông cụ từ đông y là bác sĩ từng điều trị đông y rất là nhiều ca rồi. Cái điều tuyệt vời là ông chị không có lấy tiền. Ông làm miễn phí không, bởi vì ông nói rồi, ông lấy tiền là ông bị bệnh nha. Ông có hứa với rõ điều đó, cho nên khi có lần là nói ông quá